Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của Đức Cun TV. Và lâu lắm rồi, phải đến mấy tháng rồi, hơn một tháng mình mới quay trở lại và quay video cho các bạn nhé. Do công việc nhiều thì mình có một số mình không quay được video. Và bây giờ hôm nay mình có một video mình gửi đến tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay thì cửa xả hàng có một chiếc 6 Blue giá 1,2 triệu nhé. Cái này thì mất vân tay, bên quốc tế, lắp sim vào là lấy thôi nhá, chung giới thiệu. Chiếc này 6 Bluetooth 16GB, lắp sim vào là ăn. Giá 1,2 triệu thôi. Chiếc này mọi người cần lấy thì inbox cho mình sớm nhé. Có đúng một chiếc 6 Bluetooth thôi. Mọi người mua hàng, đặt hàng mình thì mọi người đặt cọc giúp mình là 50.000 nhé. Với tất cả sản phẩm từ dưới 2 triệu. Chiếc này là giá 1,200k mọi người nhé. Mọi người cần lấy chiếc này thì inbox cho mình số điện thoại là 0966931693 0816836789. Cả hai nick đều là Phùng Đức nhé. Ok mọi người. Và chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Samsung S10. Samsung S10 này thì chiếc này mình bán với cho các bạn với giá là, chiếc này thì đẹp lắm, chiếc này thì là máy ép kính rồi, đẹp nhá. Chiếc này bán cho các bạn với giá là 5,5 triệu nhá. Chiếc này bán cho các bạn với giá là 5,5 triệu. Thấu kính thì zoom rất là xa, zoom được 10 này. Ok, chiếc này vừa hết pin xong. Nên là mọi người cần chiếc S10 này thì inbox cho mình nhé. Giá 5,500k. Chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay mình vừa về được một chiếc Samsung. Hôm nay cũng có giá rẻ đây, tí có một chiếc 8 Plus giá chưa đến 5 triệu. Đây có một chiếc Samsung. Samsung này thì vô đối rồi, X100 cơ. Chiếc này là Samsung S20 Ultra quốc tế nhá. Chiếc này 2 SIM bản VN, máy zin đẹp, giá là 12 triệu. Chiếc này là giá 12 triệu nhé mọi người nhá. S20 Ultra RAM cấu hình cực kỳ là khủng. Bộ nhớ thiết bị đây. RAM 12GB, bộ nhớ 128. 5G nhá, 2 SIM. Đây 2 email. Chiếc này 2 email, 2 SIM luôn. Chiếc này S20 Ultra nhá mọi người nhá. Thấu kính là zoom 100x. Đây, thấu kính là zoom 100x. 100x luôn đó mọi người nhé. Đấy nhìn con, bình thường cái con điện thoại zoom vào nó bé thế này. Đấy mà zoom 100x lên. Nguyên tí quả táo đã còn, quả táo nó to như vậy rồi. Đó zoom 100x nhé. Nó rất là to, gấp 100 lần cái kia. Dùng cái này chụp ảnh và quay video, xem chơi phim thì nó phê luôn. Đó, máy đẹp nhá. Zoom 100x, chiếc này thì giá hơi cao, giá 12 triệu. Máy đẹp lắm ạ. Nên mọi người cần lấy chiếc này thì inbox sớm cho mình nhé. Chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay là có một chiếc iPhone 7. iPhone 7 này 128GB, bản KH. Chiếc này mình bán cho các bạn với giá là 3,3 triệu. Mọi người lấy thì inbox cho mình nhé. 7, giá 3,3 triệu. iPhone 7 nhé, 128GB.
đấy là nét. Ok, lâu lắm hình mình lên 6. Ok, một chiếc tiếp theo đó là một chiếc Huawei, chiếc Huawei P30 Lite. Chiếc này bán cho mọi người với giá là 2.600.000. P30 Lite RAM 6 bộ nhớ 128, giá là 2.600.000. Mọi người nhé. Ok, đây một chiếc iPhone 8 giá rẻ cho mọi người. Chiếc này không vân tay bình thường, vân tay dùng bình thường nhé. Máy này là quốc tế, chỉ là cái này nó vân tay là dùng được nhiều vân tay, nó nhẹ hơi nhận vân tay thôi. Thì giá chiếc này thì thoải mái. Chiếc này mình bán cho các bạn với giá là 4.850.000 nhé. 4.850.000 nhé. Mọi người cần chiếc này thì inbox 4.850.000 nhé mọi người nhé. Nhé mọi người nhé. Mọi người cần thì inbox cho mình nhé. Chiếc 8 Plus 64 kỳ quốc ghế tế nên zin màn zin 4.850.000. Đó. X1, X2 cần chưa cần sau 4.850.000 dùng full chức năng nhé. Máy đẹp nhé. Ok, một chiếc 6S64 này. Chiếc 6S64 này thì S9 64GB. Chiếc này mình bán cho các bạn với giá là 3.400.000. 3.450.000 nhé. 400.000. Chiếc này là giá 3.400.000 nhé cả nhà nhé. S9. Chiếc này S-Pin rồi. Màn đẹp nhé, không ám nhé, không ố gì nhé, 3.400.000. Nhé cả nhà nhé. Chiếc Samsung S9 64GB đẹp, 3.400.000. Đó, mọi người cần đến lúc cho Đức. Ok, một chiếc tiếp theo đây là một chiếc iPhone 8 Plus, máy ngon, 16GB. Chiếc này giá 6.000.000. Rồi ok, mình vừa nãy là mình quay đấy. Đây là một chiếc ok, để nối tiếp cái vừa đấy nhé. Thì mình đây mình có một chiếc 8 chiếc iPhone 8 Plus. Này. 6.200.000 nhé. Tình trạng pin thì cũng ok. Tình trạng pin 100% nhé, mới thay nhé. Nên mọi người cần thì inbox cho mình nhé. Ok, chiếc 8 Plus này giá 6.200.000 zin nhá. Chiếc này là một chiếc 8 nhỏ bản VN. Chiếc này bản VN nhá. Tình trạng pin cũng rất là tốt. Pin 87%. Dùng 1% cũng không sập nguồn rồi. Camera. Ok, chiếc này giá là 3.800.000, mọi người cần thì inbox ạ. Nó bị nứt một xíu kính đây. Chiếc có hai chiếc 8 nhỏ, một chiếc này thì là 4.000.000. Chiếc này thì đắt hơn. 4.300.000.
8 đẹp 4.300.000 nhé, mọi người cần thì 4.300.000 nhé, iPhone 8 đẹp nhé, phẩy xíu ấy. 4.300.000 một chiếc Samsung Z4 chiếc này giá cho bạn mới giá 1.000.000 đồng, Z4 1.000.000 nhé. Z4 1.000.000 đồng, màn ok. Màn to đẹp, màn AMOLED nhé. Mọi người cần thì inbox cho mình nhé, giá 1.000.000 đồng. Chiếc 7 Plus này giá là 1.000.000, à 4.500.000. 7 Plus 4.500.000 nhé. Có hai cái XN Max này thì mình xả hàng giá là 10.500.000 và 11.500.000. Nó phẩy này một tí thì là giá 10.000.000, phẩy này là 10.500.000, còn đẹp thì là 11.500.000. Là các bạn cần thì inbox cho mình nhé. Nên là anh em cần thì inbox cho mình nhé. Đây là hai XN Max đẹp hơn, phẩy vừa thì lại còn đẹp hơn là 11.500.000. Đấy, như cái này là 11.500.000. DLA ok, yên mắc đẹp nhé. Mọi người có cần thì ebook sớm cho mình nhé, yên mắc. Đó tất cả những máy có mặt trong video ngày hôm nay. Còn như còn một chiếc 8G màu đen nữa, máy đẹp, giá nó khoảng hơn 4.000.000. Mọi người cần thì inbox cho mình nhé. Đấy, đó là tất cả những máy có mặt trong ngày hôm nay. Như đây, như S9 này hơn 3.000.000 này. Mọi người cần thì inbox sớm cho mình nhé. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video sau. Bye bye.